Thực sự là khi đặt tên cái tác phẩm này là trong một cái khoảng quá ngắn. Ban đầu lúc nãy thì chỉ nói với ông là sẽ đặt tên thôi nhưng chưa nghĩ, bởi vì là lại còn đang nghĩ tập trung là hôm nay chúng ta nói về điều gì. Và rất là vui về một cái buổi trò chuyện rất là đơn giản thôi, nhưng mà hàm chứa rất là nhiều cái câu chuyện và cái mong muốn của ông con chúng tôi muốn gửi đến cho cộng đồng anh em làng cây. Thì tất nhiên là có thể anh em hiểu được, có thể anh em không hiểu được, nhưng cái việc chúng ta làm, chúng ta nói, vẫn cứ làm, vẫn cứ nói, đúng không ạ? Đấy, là chúng ta cứ vẫn cứ thông qua mỗi một tác phẩm nghệ thuật là chúng ta lại gửi gắm một số điều tâm huyết, giá trị của mình. Đó. Thì đây là một cái mà con nghĩ rằng là chúng ta làm cũng là cái vì cộng đồng. Chứ nếu không thì chúng con mình cũng chỉ là ngồi nói chuyện với nhau cho vui. Vâng ạ. Thế thì cũng có một vài ý kiến nói rằng cái tác phẩm của mình khi tạo ra thì tại sao mình không đặt tên mà lại phải nhờ người khác đặt tên. Thực ra là các cụ sửa nhất chữ nhì tranh. Vâng ạ. Để mà nghĩ ra được câu chữ nó vô cùng khó. Vâng. Cái điều đấy không phải ai cũng làm được. Nó là cái duyên. Thực ra chúng tôi có thể tạo ra được, nhưng mà không biết thể hiện nó ra là sao. Vâng ạ. Cho nên là nó cũng phải đúng là thiệp là có duyên với lại cái tên cái tác phẩm này. Chứ còn thực ra là không phải là cứ học nhiều thì mình sẽ ấy được. Đúng dạ vâng. Như là nó như là có duyên với nhau. Vâng ạ. Thực ra cái này cũng chăn trở lắm. Mình làm ra thật đấy nhưng mà để nghĩ ra tên cũng không đơn giản. Vâng. Đó thì có một số anh em thì cũng nói với con là hai cái đấy nó khác nhau. Đúng rồi. Làm cây thì được. Đúng rồi. Nhưng cái chữ ấy, cái tên thì ấy nó, thì nó lại cả một vấn đề. Một vấn đề đấy. Thế thực ra là con báo cáo với ông là nếu mà ai cũng đặt được thì nó không nói làm gì. Nhưng mà đặt được một cái tên đấy như đấy, con mình nói là tên phân tích sát tác phẩm. Sát với tác phẩm không rơi, không đơn giản. Như con chia sẻ rất nhiều lần là đặt tên một cái tác phẩm như ông thấy rồi, có những cây con đặt thì trong vòng chỉ khoảng mấy phút, nhưng có cây như cây này là chỉ trong vòng mấy giây. Thì có những cây ở trong vườn như là cửu đồng đại địa hay là khang thiên bình địa hay là thiên song phục hỷ chẳng hạn. Đó, những cái tác phẩm mà phải dành khá là nhiều thời gian đi ra đi vào ngắm lên ngắm xuống, bởi vì thật sự là mỗi một cái tác phẩm đó là phải bắt được thần, hiểu được cái hồn cốt, những cái giá trị của nó từ tay cành bông dăm rồi cái thân pháp rồi đường bệ rễ. Đó, rồi sau đấy là chủ đề tư tưởng của cái người chủ, người ta mong muốn cái điều gì ở cái cuộc sống của họ, cái tâm ý của họ. Thì thông qua cái đó thì mình mới lại đặt cái tên nó sát. Nó không chỉ sát với lại hình thái của cây mà nó còn phải sát với tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng của cái khát khao, cái khát vọng của người chủ muốn gửi gắm ở trên cái cuộc đời này. Và nó còn phải ứng với đúng với hoàn cảnh của họ chứ không phải câu chuyện họ ước vọng. Có đôi khi là cái câu chuyện họ ước vọng là một phần, nhưng cái cây nó không đúng được như thế. Nó không theo cái dáng đó. Ví dụ như là cái cây khang thiên bình địa, nếu mà ông không phải là tuổi già thì đặt tên nó không đúng. Đúng rồi. Đúng không ạ? Nếu mà trẻ, anh em trẻ mà đang sở hữu thì không thể đặt theo cái đó được. Đúng rồi. Mà vì ông tuổi già rồi, con cái đề về lớn hết rồi, cuộc sống cũng đã đủ rồi, tích lũy này kia rồi, cũng có được cơ ngơi thế này thế nọ rồi. Đúng không ạ? Thì mình bây giờ mình mới là cần đến cái sự bình an, cần đến cái sức khỏe đấy.